À, chị không Phượng ơi, chị có thể bật mí là cái lễ 49 ngày không chị không Phượng? Dạ thì ở nhà cũng cúng bình thường á anh. Dạ cúng trai tăng cho cậu. 49 dạ. Ngày của mọi người sao là 49 ngày cậu thật là mình có cúng theo mà gái cúng em đi. Dạ cúng ở nhà dạ. Dạ. Cúng ở nhà chừng nào mộ làm xong thì mình mới có cái lễ tạ ơn. Dạ chị, mình để lên tiếng rồi phải để xích ra. Đi xong tại cô Huệ là mới vừa thêm một cái biết. Cái hình với lại bài thơ á mà dạ. Mình trang vậy là không có được. Dạ. Tại vì là em để đỡ chiều nay thì sẽ có cái bình bự bỏ vô rất là bự luôn để đó kia. Nhưng mà mình để cho nó thoáng cái mộ ra. Ném mộ của cô chú ra để. Dạ mình để đỡ thôi vậy chiều nay mình dạ, di chuyển rồi. Chiều nay mình thay cái bình mới, thay bình bự hơn. Tại vì mộ của cô mới làm thêm á. Tại cái bình đây mình để bên cạnh là bị ngã liền. Cái mặt chân đế rất là nhỏ này đó. Không mình đem qua kia luôn được không anh? Chiều đấy, chiều nay có tụi em đem qua cho lát chị, nữa tụi em đem qua cho em kinh qua rồi. Anh với lại gia đình vào Hoa Viên Bình Dương làm việc mọi người ơi. Đó, chú cái mặt mọi người cậu Thành á. Quá trình làm với lại gia đình vào trong gặp ban quản lý để cái tiến trình xây mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như thế nào nè cả nhà. Đó thì gia đình sau khi thăm mộ thì giờ ghé vào trong ban quản lý. Rồi đi em cũng đợi cậu Thành ra và hỏi chia sẻ cả cô chú anh chị nha. Ở mình dồn chổng là luôn được không? Không được. Chắc người ta. Cái cưng. Thôi mặc kìa. Mặc kìa. Cái này trời cái này người ta đem mấy con nai lên luôn hả? Trời thấy cưng quá vậy. Bữa nay mới thấy được mấy bà nai này luôn. Mấy cái này là cái gì ta? À, bằng bông sáp á mà vô nước là nó hư à, chị Phượng ơi. Dạ. Ủa. Cái nào cũng đẹp á mà bị nước. Bây giờ không dài. Cái chùm này là nước vô không hơn. Không dài là có. Nước vô không sao. Đó, bây giờ bằng cao su. Này nắng mưa không bị gì hết. Với lại mưa đâu ướt. Nhưng mà nói chứ nó là giải thì mưa vô nó cũng phải ướt chứ. Nhưng mà nó không có bị hư. À nó không có hư. Giải nó giặt được á chị Hồng Phượng. Dạ. Cái đây thì trong vòng chiều nay hoặc ngày mai sẽ mình sẽ để dưới kia. Có một cái chậu có lọ rất là bự cắm cho lại nữa. À, để dưới kia là sao? Để góc đi nè. Cái chậu này nó nhỏ quá nó dễ đổ. À. Mình để đây rồi có tựa vô trong cái chỗ của cô Hinh. Không hả? Có sao không? Để đỡ chiều nay. À, cũng đâu có tựa vô đâu. Không phải tại đi sao không? Tại cô Huệ là mới vừa thêm một cái biết. Cái hình với lại bài thơ á mà dạ. Mình trang vậy là không có được. Dạ. Tại vì là em để đỡ chiều nay thì mình sẽ có cái bình bự bỏ vô rất là bự luôn để đó kia. Nhưng mà mình để cho nó thoáng cái mộ ra. Ném mộ của cô chú ra để. Dạ mình để đỡ thôi vậy chiều nay mình di chuyển rồi. Chiều nay mình thay cái bình mới, thay bình bự hơn. Tại vì mộ của cô mới làm thêm á. Tại cái bình đây mình để bên cạnh là bị ngã liền. Cái mặt chân đế rất là nhỏ này đó. Không mình đem qua kia luôn được không anh? Chiều đấy. Chiều nay có lát tụi em đem qua cho lát nữa tụi em đem qua cho lát em kinh qua để che mộ luôn. Cảm ơn anh, cảm ơn mấy anh nhiều. Xíu đi cái đội chị chiều nay là có người lên làm cái tụi em đặt rồi đặt cái bình đâu phải chạy chứ còn đặt á. Chiều nay có người lên đem hồ lên làm bình thì cái bự để góc kia. Đó để góc đây nè. Dạ thôi mình để thì mình để xích cái chỗ để đỡ. Dạ rồi, dạ mình để lên tiếng rồi phải để xích ra tí xíu rồi cho dạ. Đừng có che mộ cô Thanh dạ, Kim Huệ. Dạ đúng rồi, tại vì cô Huệ mới dạ. Làm cái phòng phía sau á dạ. Rất là đẹp cho nên là mình che vậy là không có được. Dạ. Tại mình để đỡ tại để không nó ngã liền ha. Dạ. Chị để đây nó ngã cái bình xuống đất liền. Dạ dạ. Vô cái bình nó nhỏ quá mà. Rồi lát hồi tụi em dời cho chị. Dạ em cảm ơn mấy anh nhiều nha. Dạ cảm ơn. Tại mộ cô Huệ mới vừa làm mấy anh mà mình để đó mình che vậy là không có được. Tại vì mình là bị bành trướng ra quá rồi á. Mình bị bành trướng ra quá mình có ở đây thôi mà mình. Không cái đó là chị Hồng Ngọc chị đặt là chị đã tính hết rồi. Để cái chỗ con bé đứng đó. Đứng cho con bé đứng đó. Dưới này có chị Kim Nga đang cắm bông nè à. Mọi người. Bông. Bỏ thế. Vô. Rồi bỏ nó cái bình hư. Cái này nấu cái gì? 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 Cái này nấu cái gì?
cút để không cho anh nha. Anh thấy bông đẹp thế mà anh cứ giờ qua giờ lại không biết bông nào. Chị Nga không ạ. Hôm bữa hôm chừng chọc chị Nga giờ không dám chọc nữa, chọc mất công rồi, trên mạng nó bốc phốt nữa. Bữa chọc rớt cái gì? Bữa vừa chọc xong rồi rớt cái bịch bánh mía liền. Quên cho đó. Bữa anh vừa ghẹ chị Nga là bịch bánh mía rớt liền. Có bình hoa trà, có bình hoa bự để đây. Chứ cái đàn hoa trường hợp ở đây, cái tốc trượt ở đây. Đó. À, mới ngày qua mới chú Sài Gòn đặt cái chậu rất là to. Cái chậu bự á. Anh vừa đây bỏ vô rồi đổ tông vô cho nó chắc. Còn lúc đó là mình để đỡ thôi. Bây giờ phát hiện cậu đi đâu rồi ta? Mất tiêu cậu rồi. Qua phỏng vấn không kìa. À, có vài câu hỏi, con muốn hỏi cậu cậu. Cậu đi live stream rồi. Live stream thôi, để lát hồi hỏi sau đi. Cậu có kinh điên rồi, cậu là phỏng vấn nữa. Có ai quen biết cái chỗ mà làm gì đó? Rồi, tôi mới làm nhà mà già nhà để đốt á. À, dằn mã hả cậu? Có cậu. Mà làm giỏi nha. Phải dằn giỏi hả? Vậy đặt ở chợ Bà Chiểu đi, con thấy khu đó nhiều quá, nó chở xuống đây không được. Mà mai dẫn cậu đi kìa. Ở chợ Bà Chiểu con nói thiệt á. Xin mấy tấm hình làm cho đốt xuống cổng luôn. Ngay chỗ chợ Bà Chiểu là cái khu đó là chuyên làm vậy. Làm cho giống người ta để tao sắp hàng dài dài đó. Tao sẽ làm, tao lấy cho mẹ cho tao sẽ làm. Tao sắp hàng dài dài tao để tên xong rồi bữa đó tao đốt xuống. Ở chợ Bà Chiểu xa lắm cậu, con không biết chợ đó chỗ nào luôn á. Mày hỏi biết tao đi làm cho coi. Nãy giờ ông ngồi yên rồi, phỏng vấn không ha. Bởi vậy nãy giờ ông ngồi yên rồi. Anh chim, ai muốn lên hình bên đây không? Dở cái mặt nạ xuống. Cậu giới thiệu kinh con đi cậu. Hả? Giới thiệu kinh con đi. Giới thiệu kinh con. Thằng Trần là cái thằng đang nói đó. Chuyên môn tinh dịch đứng vô. Trời ơi. Giới thiệu kinh con kìa. Cậu. Cậu live stream gì mà cậu che cái máy ảnh rồi. Đâu có che đâu. À, live stream camera trước hả? Đó là về chụp mấy hình mấy này là làm cái hình mã nó giới thiệu kinh con. Đi đâu mà đi đâu thôi. À, hello chị. Cái đầu, cái bông gì trắng. Rất nhiều chim. Ơi cái này quay cái bó này lấy không hả? Những cái chim đây nát nó sẽ được sang. Cái đó bao vô không chị kia á? Hoa đá, hoa sen đá. Hoa sen đá nó đẹp lắm. Thật sự mà nói hung trùng rất là. Ăn được luôn hả? Đúng rồi, chanh. Ủa cái loại này ăn được luôn ha, hay ha. Mới biết luôn á trời. Quay rồi nè. Bưng ra đi. Hoa sen né này, bó này đẹp lắm. Không có đồ để cắm cho này. Giữ tươi rồi. À, hôm nay có thêm một chị trợ lý đi nữa tên là bé Ngọc mà mọi người ơi. Chị này nước ngoài mới về á. Mang cái thuốc này cậu à, thích đó. Cậu hay thích về. Bài số. Ôi, hai cái bình lên đẹp quá. Cho sửa lại cây phát tài. Hai cây phát tài đẹp rồi. Gì vậy? Gì vậy? Họ nhận được thông tin. Bỏ sữa bông và bộ hoa, bỏ bông còn héo mọi người. chị Ngọc chào khán giả giùm em cái chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc mắc cỡ rồi. Từ từ là Hương Trần biết hết tên mọi người hết. Cũng là người nhà của Hương Trần không ạ? À? Cậu cậu Thành là cậu ruột của Hương Trần mà. Em gốc rồi ta. Cái này nó phục này hay gì? Cục để đồn đó. Ủa, anh Phong Chí Trần với là anh Tâm Thị Mố là người nào đâu? Hai người đúng không? Bữa giờ có nằm mơ thấy cậu không? Không giận đâu cho thấy. Không giận, không giận kìa. Giận rồi. Đang ghi tích đồ này nọ mà cháu không bị chửi quá mà dễ gì. Nữa. Cảm ơn.
chị nói chung là Hương Trần rất là mến chị Hồng Phượng. Chị Hồng Phượng vui vẻ y hình như cậu Thành nha mọi người ơi. Chị nói chuyện cái gì cũng vui hết á. À, chị Hồng Phượng ơi, chị có thể bật mí là cái lễ 49 ngày không chị Hồng Phượng? Dạ thì ở nhà cũng cúng bình thường á anh, dạ cúng trai tăng cho cậu. 49 dạ. Ngày của mọi người sao là 49 ngày cậu thật là mình có cúng theo cậu gái. Dạ cúng ở nhà dạ. Dạ cúng ở nhà chừng nào mộ làm xong thì mình mới có cái lễ tạ ơn. Dạ. Đứng kìa, đứng cho ông chụp hình kìa. Chết rồi thì bố. Quay chị nha. Quay chị nha. Rồi. Rồi chị Nga đang trang trí lại cái cành hoa sen đá nha cả nhà. Rồi. Đẹp quá. Ôi, sen đá mà bỏ vô cái bình này là hẹp đẹp hẳn ra ha. Thật sự mà nói cái bàn tay của chị Kim Nga bỏ vô cái gì là bắt đầu qua bàn tay của chị là đẹp lại. Cái đá là chấm muối ngon, thịt chua. Cái đó đó hả? Ừ. Nghe miếng đá là chấm muối là giòn giụm mà ngon. Ủa cái đó cái thiệt hả? Cái sen đá thiệt đó. Cái cắm vô đó lên ghế lại không? Ủa cái lá đó thiệt hay giả ta? Lá giả. Lá giả quá. Xịt màu lên anh. Xịt màu. Xịt đá mà. Xịt đá à lá phát tài xịt màu. Cái cây phát tài xịt màu. Cái đó xịt màu. Cái kia là sen đá thiệt. Này sen đá thiệt. Em kia bà chị kêu em vô à con bé đây cái cây chưa hết rồi ngâm lá chấm muối người ta.